Có tìm hiểu mới thấy có rất nhiều món ngon từ bắp luộc, bắp xào cho đến bắp chiên. Bắp chiên giòn theo cách này thì mình thấy rất dễ làm và nguyên liệu vô cùng đơn giản. Bắp sau khi gọt lấy phần hạt thì bạn cho vào một cái trứng, rồi nêm vào xíu đường, hạt nêm và hành lá. Thêm tương ớt hay ớt bột cho bạn nào thích ăn cay. Cho hết 150g bột vào, thêm 200ml sữa tươi không đường hoặc là nước lạnh. Đợi dầu nóng thì mình bắt đầu chiên thôi. Chiên cái lớn nhỏ tùy thích nè. Khi vàng một bên thì mình lật mặt lại. Xong thì bớt ra để cho ráo dầu. Với lượng sữa lúc nãy thì bánh sẽ giòn xốp. Còn không thì bạn bớt ít lại, bánh sẽ cứng hơn. Nhìn mấy cái bánh vàng ươm bắt mắt ghê, rất là nên thử nha. Ở nhà không thôi thì sẽ buồn đó. Bên ngoài bánh giòn rụm, bên trong thấm gia vị, cay, mặn, ngọt đủ hết luôn nè. Ở các siêu thị đang có chiến dịch giải cứu bắp giúp nông dân nên giá rất là rẻ. Mình mua 10.000 ba trái mà trái nào nó cũng tươi xanh như là vừa mới hái xuống. Bắp tươi nên mình đem đi nấu chè là thích hợp nhất, bởi vì mình sẽ dùng cả lá, rau bắp rồi cùi bắp để lấy nước. Mình nấu với 1,5 lít nước, mà đừng nấu lâu quá. Nấu lâu thì nước nó sẽ bị chát, không còn tươi nữa. Trong lúc đợi thì mình đi vo sạch một ít nếp và để ráo. Mình sử dụng loại nếp cái hoa vàng thì không cần ngâm trước. Giờ mình vớt mấy cái lá với cùi bắp ra nha, rồi cho hạt bắp mà mình sắc lúc nãy vô. Bạn nào có dao hai lưỡi thì bào mỏng cũng được. Lúc này thì cho nếp vào luôn. Mình độ khoảng đâu là 200g á. Rồi mình ăn ngọt bao nhiêu thì cho vô bấy nhiêu đường nha. Mình lại nấu trước lúc ngủ đây, nên cho vô nồi cơm điện. Bấm chế độ nấu cháo loãng và ấn khởi động thôi. Sáng ra là đã có nồi chè nóng hổi rồi. Nếp và bắp đều mềm, nước sệch lại rất là vừa. Còn tí nước cốt dừa nên mình cho vô luôn. Rồi muốn nước sánh lại nữa thì cho thêm ít bột năng và khuấy liền nha. Thêm một ống vani rồi nêm nếm lại và thưởng thức thôi. Chè ngọt và tươi thanh cùng với nếp dẻo dẻo, ăn không ngán mà ngon lắm luôn á. Nếu có bắp tươi thì mình nghĩ là bạn nên nấu thử nha. Giờ mình cho vô hộp gửi cho các bạn ở siêu thị một ít. Bắp xào, cá viên, hột cà nướng, hột vịt lộn. Tầm này ở nhà thì thèm đủ thứ trên đời. Mà có đủ nguyên liệu để làm thì thật là may mắn lắm lắm luôn đó. Hôm bữa mình đi siêu thị mua được bịch ruốc là đã liên tưởng tới món bắp xào rồi. Nhưng mà phải để hơn một tuần, mãi tới hôm kia mới được cho hai trái bắp, rồi chiều hôm qua mới mua được một mớ hành. Vậy là xông xáo vào bếp liền. May sao trong tủ lạnh còn được nửa hộp bơ thực vật nữa. Mình cứ nêm nếm nhiều đường rồi hạt nêm, nước mắm nữa là cái vị nó cũng y chang như là người ta bán à. Đặc biệt là phải có hành lá thì cái mùi nó mới giống. Xào tới đây nó thơm ơi là thơm, múc ra liền một dĩa to bự luôn. Món đơn giản không tốn kém mà không biết sao ăn mê ghê. Bạn nào ăn cay thì có thể cho thêm tương ớt vô nha. Xin mời nè. Mình thích cái cảm giác mà mỗi buổi chiều trời mát mát á mọi người, chạy xe vòng quanh mấy con hẻm, nhiều khi không để làm gì hết, chỉ đơn giản là muốn nhìn cái không khí náo nhiệt của thành phố, rồi ngửi cái mùi của đồ ăn từ mấy cái gian hàng vỉa hè thôi. Hột gà nướng, bắp xào, hủ tiếu, bún riêu, mèn ơi nó thèm. Bởi vậy mua được hai trái bắp mình đem đi nướng liền. Mà có cái vị nướng này cũng tiện lắm nha. Nướng được bếp ga, bếp từ rồi bếp hồng ngoại nữa. Chống dính nên cũng dễ rửa mà không bị khói khi nướng. Nướng cũng nhanh, cũng ra mùi bắp nướng á nha. Mà dĩ nhiên là sẽ không ngon như nướng bằng than rồi. Chan thêm mỡ hành lên nữa, ăn cũng ngon đó mọi người.